Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là đúng 4 giờ chiều thứ hai. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2024. Mình đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao trong giờ làm việc. Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời toàn thể tất cả các bạn uống trà đá. Và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Cộng sản Việt Nam á, họ đối nội á, thì họ đè đầu cởi cổ người dân của Việt Nam á, thấp cổ bé miệng, không có dám mà bức xúc với chế độ á, thì không có dám lên tiếng nói, nó dùng á, hả, lực răn đe đó. Những cái người nào mà có ảnh hưởng mà đấu tranh cho tự do dân chủ á, là nó bỏ tù người ta hết. Nhìn về tổng diện mà của cái chế độ cộng sản Việt Nam á, nó không khác gì thằng Nga. Thằng Nga đó thì mấy cái người nào mà nó đang thù cá nhân với lại nước Mỹ á, người dân Mỹ mà người ta đến nước Nga mà người ta đi công tác làm việc mà hay là đi đám cưới cái gì đó, nó thích thì nó để cho người ta thoải mái. Công dân Mỹ á, đi qua cảnh qua bên Nga, còn nó không thích thì nó kiếm chuyện. Đó. Có nhiều người các bạn biết không, người ta bị cái bệnh nhức đầu, đau nhức á, người ta có những cái loại kẹo mà nó có cái chứa cái chất nghiện cần sa hay cái gì đó. Đó, người ta đau đầu, nhức đầu, bị những cái người mà nhức mỏi kinh niên á, người ta cần ăn những cái chất đó vô để cho nó giảm đau. Medical, có những cái người bệnh đó các bạn, giống như á, mấy cái hãng máy bay á, người ta cấm mình đem cái chất lỏng lên máy bay, chẳng hạn như nước đi, mình đem nguyên một cái chai nước suối lên là nó không cho mình đem lên máy bay, nó không có cho mình check in, nó không cho mình đi qua cổng an ninh. Xà bông hay là bất cứ một cái chất lỏng gì á, là nó quy định mình á là một cái chai nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà có những cái loại nước mà nó dính líu về với lại thuốc men, nó trị bệnh người ta đó, thì mấy cái nhân viên mà an ninh ở trong phi trường á, người ta ví dụ như mình đem một cái ga lông nước đi, nước canh dành đi, canh dành là nó là thuộc về nước mà để trị bệnh, nó là thuộc về thuốc, cho nên mình đem số lượng nhiều á, nước á, hiệu canh dành á, ở nhà mà mình có cái máy canh dành á, mình chạy cái nước á, mình đem vô phi trường nó cho là tại vì nó xác nhận cái nước canh dành là nó trị bệnh. Thì những cái chất lỏng mà trị bệnh đó là mình đem vô máy bay đó, đi qua ban an ninh đó, là nó mấy cái hãng máy bay đó, phần đông mà nó cho mình qua hết. Nhưng mà nhân viên an ninh đó, nó cầm một cái ga lông, một cái lít nước hay là 3-4 cái lít nước, nó gọi nó lại, nó soi cái chính đó, là nó muốn bảo đảm đây là cái chất lỏng, nó không phải là cái chất lỏng nguy hiểm thành chất nổ đó. Nó lại nó kiểm xong rồi nó cho mình qua. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy mấy cái người mà người dân á, mà trên toàn thế giới mà người ta sở hữu cái máy canh dành á. Canh dành là một cái máy của bên Nhật mà nó có cái cục lọc á, mình lấy cái nước từ ở trong cái sinh á, trong nhà của mình á, mình chạy vô cái máy đó mình uống để nó trị mình bệnh này bệnh kia vậy đó. Đó, cái nước đó mình đi qua máy bay á, nó cho an ninh, nó cho mình. Còn mà nước lạnh, nước suối mình uống hay là xà bông rồi á, mình đem cái tịnh lượng nhỏ nhỏ, cái chai nhỏ nhỏ, kem đánh răng rồi nhỏ nhỏ thôi. Còn mình đem số lượng lớn là an ninh nhân viên không cho. Đó, thì những cái người mà ở phi trường bên Mỹ hay những cái nước tư bản cũng vậy đó. Các bạn mà có cái giấy chứng nhận bác sĩ nói đó là các bạn bị đau, đau nhức, đau. Có nhiều người đó, các bạn đau đầu kinh niên. Đó, thì bạn đem những cái loại thuốc, nó gọi là medical medication, medical relief health, những cái thuốc mà nó trị sức khỏe cho mình. Thì mấy cái thuốc đó là nó có cái chất nghiện, các bạn biết không? Cái chất nghiện cũng giống như mấy cái người mà người ta bị đau, mà gọi là đau nhiều quá mà chịu không nổi á,
không có còn loại thuốc nào mà thậm chí á, bác sĩ cho phép á, họ dùng ma tí luôn à, uống cái thuốc đó vô để mà nó trị đau, nó làm cho người ta bị giảm đau. Thì ở bên Mỹ á, những cái loại thuốc cấm á, đó mình chứng nhận á, mình chứng nhận á, là mình bị đau kinh niên hay là một cái bệnh gì á, cái thuốc nó giúp mình, thì ở bên Mỹ á, nó không có bắt mình đó. Mà cái thằng Nga xô an ninh sân bay phi trường của nó biết à, nhưng mà người Mỹ người ta tình cờ mà người ta đi quá cảnh đi à, đáp máy bay quá cảnh hay là đi qua bên ăn đám cưới rồi đi, công dân Mỹ đi, cái nó thấy cái chất đó đó các bạn, cái kẹo, nó thật sự là cái kẹo nhưng mà nó có chứa cái chất cần sa trong đó đó. Cái thằng Nga xô nó quay qua nó kiếm chuyện, nó nói là công dân Mỹ đem hàng xì ke ma tí, cái hàng mà bị cấm. Nhưng mà trên thực tế đó là một cái loại kẹo gì người ta nhai nhai vô thôi. Có cái loại người người ta bị bệnh đó các bạn, thật sự luôn đó, người ta cần ăn cái đó vô. Các bạn thấy mà mấy cái người mà bị cái bệnh đó, người ta cần phải có con động vật, con mèo hay con chó cái gì đó, người ta phải cần cái đó. Mấy cái người đó mà người ta dắt chó mà đi lên xe, mà đi xe công nghệ lên taxi á, hay là người ta dắt chó mà mấy cái người bị cái bệnh đó đó, người ta dắt chó, nó gọi là service dog, là con chó mà nó giúp cho mấy cái người bệnh đó, nó đi kèm mấy cái người bệnh đó, đó. Có loại người người ta bệnh, người ta cần phải đi cùng với cái con động vật. Mình không có từ chối, không có được từ chối. Lực của Mỹ là nó cấm lên cả, đem con chó nó lên máy bay cũng không có được quyền cấm nữa. Đó, người ta dắt con chó đó đi vô siêu thị, qua mát, chợ đồ. Có nhiều người người ta không biết lực á các bạn, người ta đuổi ra là phạm lực á. Giống như người ta dắt cái con chó nó vô đó, mà cái con chó đó là nó giúp cho, nó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là dog service, nó giúp cho mấy cái người bệnh. Người ta dắt con chó vô cơ sở kinh doanh của mình, văn phòng của mình, mình không có được quyền đuổi người ta ra. Hiến pháp lực của Mỹ đó là nó cấm mình, nó bảo vệ mấy cái người bệnh. Dog service là con chó mà nó service cho, nó phụ giúp cho mấy cái người bị bệnh. Có nhiều người các bạn, người ta bị bệnh á, cái thần kinh người ta không biết sao đó, thì người ta cần cái con đó để mà người ta vuốt ve, người ta nói chuyện với nó. Con chó hay con mèo, con kể cả con chim cũng vậy đó. Đó, người ta dùng cái động vật để mà người ta phụ giúp cho người ta về cái căn bệnh của người ta. Thì cái kẹo mà nó có chứa cái chất cần sa cũng vậy đó. Thật sự cái đó là không phải là người ta kiếm chuyện mà người ta hút đó. Cái bắt đầu đi qua cảnh qua bên Nga xô, nó bắt người ta ở lại, bỏ tù người ta ở bên đó. Còn cái thằng cộng sản Việt Nam nó không có khác cái gì hết á. Nó không bắt công dân Mỹ, nó không có bắt công dân của người ngoại quốc à, nhưng mà nó bắt người của nó. Đó là lý do tại sao mà mình nói là khôn nhà dạy chợ. Nó bắt người của nó để nó làm con tin với quốc tế, nó làm con tin với Mỹ à, bây giờ hả, mày không công nhận tao là nước Việt Nam cộng sản, là một cái quốc gia kinh tế thị trường hả, thì tao nhốt mấy cái thằng mà đấu tranh tự do dân chủ của người Việt Nam, tao nhốt nó hoài luôn à. Bây giờ đàm phán, cộng sản đàm phán, bây giờ mày chấp nhận cho tao đi, chấp nhận cho tao vô kinh tế thị trường đi, rồi tao hứa với mày tao sẽ thả 8 ông kia ra, nhà báo Nguyễn Tiến Dũng gì đó. À, những cái người mà bây giờ đang bị cộng sản nó cầm tù, nó đàm phán. Cho nên nhiều khi á, có nhiều người, người ta bữa nọ mình có người khách, có ông người khách ổng gốc, ổng là Philippines, Phi Lật Tăng á, ổng nói tao biết Việt Nam cộng sản như vậy mà tao không hiểu sao thằng Mỹ hả, nó tiếp tục nó chơi với thằng Việt Nam. Mình nói là tại vì nước Mỹ là người dân Mỹ người ta đạo đức, người ta nhân đạo, người ta không thể nào mà người ta dựa vô cái thằng Việt Nam mà nó chơi với Trung Quốc là người ta cắt đứt liên hệ. Bây giờ mình muốn bắt con hổ, bắt con cọp à, mình biết mình đi vô hang cọp là nó nguy hiểm, mình không vô làm sao mình bắt được nó. Đó là cái chiến thuật của thằng Mỹ, nó chơi với thằng Việt Nam. Thằng Mỹ nó biết được là nó chơi với thằng Việt Nam là nó từ lỗ cho đến lỗ.
đứa con nít nó cũng hiểu nữa. Một cái thằng giàu ở trên trái đất là thằng Mỹ mà chơi với cái thằng nghèo thì làm sao mà thằng giàu nó có lợi? Đó là lý do tại sao mà con người ở ngoài xã hội muôn đăng hộ đối. À, nhà tao giàu tao có con gái, nhà tao giàu tao có con trai, tao muốn cưới vợ cho con trai tao là phải muôn đăng hộ đối, cũng phải là tầm cỡ ngang trên lệch, chứ không có thể nào mà con tao là nhà giàu đại gia cường đô la mà tao đi cưới một cái người vợ mà làm nông bình thường, không có trình độ, không có học vấn. Các bạn thấy không, nhà tao đại gia, nhà tao giàu, con tao là công tử bột có tiền đại gia cường đô la, cưới vợ cho nó ít ra đó là nó cũng phải có cái điểm, à, người mẫu hay là ca sĩ hay là chân dài chân ngắn gì đó, nó phải có một cái bù lấp, phải không? Rồi bắt đầu bạn bè mình đi chơi cũng vậy nữa, ở ngoài đời cũng vậy nữa. Ôi thằng Quốc nó nghèo, nó không có tiền. Mình nè, chính bản thân của mình là từng trải nghiệm, từng bị luôn nè. Thời mình còn trẻ mà đi học high school đó, bạn bè của mình đầy hết. Lúc đó là mình ăn chơi, có những cái công việc á mình làm á không có hợp pháp á, có rất là nhiều tiền. À, buôn bán á, bắt hợp pháp mà làm có nhiều tiền. Lúc mà mình có tiền á, mình ngủ chưa dậy nữa là bắt đầu hả, bạn bè của mình nó chạy xe xe đua sắp hàng xuống vậy nè, nó rủ mình đi đi chơi, đi thục bi-a lỗ đồ, đi thục bi-a Việt Nam á, bi-a ba trái, đi ăn uống nhà hàng. Các bạn biết nhà hàng ở Phố Tàu không, nhà hàng sang không à, tiền mình làm tiền chùa nó như nước. Mình đi á, nó rủ mình đi, mình đãi nó ăn. Xong cái bỗng một ngày các bạn mình không có tiếp tục con đoạn đường mà làm ăn bất chính buôn lậu nữa, mình ngưng, mình trở lại tu tâm dưỡng tánh, mình làm người đàng hoàng. Thì khi mà các bạn trong xã hội mà các bạn làm lương thiện là các bạn không có tiến thăng được. À, nhưng mà mình bắt buộc mình phải ngưng, tại vì mình tiếp tục là luật pháp nó sẽ làm việc mình, à, làm việc làm ăn bất chính mà. Ở à, lúc đó là FBI đồ Mỹ là nó biết mình hết rồi, nó có lần nó tới nhà nó khám xét mình, nó chở mình lên xe cảnh sát kiềm á. À, nó lên nó khuyên mình tốt tốt nhất là đi làm ăn đồ này nọ đi, à, chứ tiếp tục làm là sớm muộn gì là mình cũng cũng xa lưới với nó, buôn bán lậu á. Mình nghĩ là mình nghe lời cảnh sát kiềm của Mỹ, mình nghe lời, mình trở thành là công dân tốt đàng hoàng, tu tâm dưỡng tánh. Cái mấy thằng bạn á, nó mấy cái thằng bạn mà nó từng rủ mình đi chơi ăn xài phung phí đâu này nọ bao nó, cái nó biết mình là hết tiền, nó nói, nó đứng trước mặt của mình nó nói luôn: mẹ thằng Quốc bây giờ nó nghèo, nó không có tiền rồi, đừng có rủ nó đi. Nó nói, nó đứng đối diện trước mặt mình nó nói như vậy luôn. Mình không có buồn, mình nhìn lại mình rất là vui. Các bạn ông thà là người ta biểu hiện cái bản chất của người ta cho mình biết, và cái lực ở đời nó như vậy. Các bạn mấy ông, thằng thằng giàu nó không có chơi với thằng nghèo đó, thằng Mỹ là thằng giàu mà nó chơi với thằng Việt Nam là thằng nghèo. Thằng nghèo lúc nào nó cũng bao bọc, nó cũng thằng nghèo lúc nào nó chơi với thằng giàu, nó cũng nói: anh Mỹ ơi, anh Trump ơi, anh Trump giúp em với, cho anh lên làm tổng thống á hả, anh bãi bỏ cho em, công nhận anh nước Việt Nam Cộng hòa xã hội của chúng em là một cái quốc gia kinh tế thị trường đi anh Trump, tại vì ở bên anh Biden đã từ chối em rồi. Các bạn biết không, xong cái bắt đầu cái tới tổng thống Trump lên: anh Trump ơi, ở miền Trung của em bị lũ lụt, anh có máy móc gì không, tiền bạc gì không gửi qua viện trợ cho chúng em. À, ông Trump điện qua chia buồn, thằng mặt lợn chia buồn, thằng mặt lợn họ Tô: à, nước của anh đang bị lũ lụt miền Trung vậy đó,
À, ký cho anh cái tấm séc 5 triệu đô la. Mỹ các bạn biết không, vào mùa hè bên bang Florida nó bị bão hurricane càn quét. À, dư luận viên của nó thì không có lên chia buồn người ta. Dư luận viên của nó, thấy Mỹ không kìa, tàn đời rồi, homeless đầy đường. Người Mỹ bây giờ kinh tế suy sụp rồi, nghèo rồi, không có còn giấc mơ Mỹ nữa. Mẹ tới nó cái nó bị cái gì cái bắt đầu hả, nó xè tay nó xin người ta cả thế giới đồ, ai cũng gửi máy móc thiết bị thuốc men qua đó. Các bạn nhớ mà 2 năm đại dịch không, mẹ Mỹ nó cũng viện trợ cho khẩu trang, nó cũng gửi Việt Nam qua hàng triệu triệu hàng vạn cái chai thuốc vaccine hiệu Pfizer với hiệu Moderna, không cảm ơn người ta, không cảm ơn người ta mà lên chửi người ta không à. Đó, chửi người ta rồi xè tay xin tiền người ta. Đứa con nít nó cũng biết nữa, thằng giàu mà chơi với thằng nghèo làm sao mà thằng giàu có lợi đó. Thì cái ông mình trả lời với cái ông Phi á, ông Phi Luật Tăng, cái ông khách đó, ông cũng lớn tuổi, mình nghĩ lớn lớn hơn mình một vài tuổi. Ông thắc mắc, ông hỏi với mình tại sao tao biết thằng cộng sản Việt Nam nó cộng sản, nó chơi với thằng Trung Quốc được như vậy, mà tại sao thằng Mỹ lại chơi với thằng Việt Nam. Mình nói là mày thấy bên Ukraine không, bây giờ cả thế giới khối nọ hội đồng khối NATO người ta bỏ vô hàng tỷ tỷ, quá chừng tiền luôn. Người ta giúp cho cái thằng Ukraine được cái gì, người ta được đâu có được cái gì đâu. Chẳng qua người ta giúp cái thằng Ukraine là người ta không có muốn thằng Ukraine nó hoàn toàn nó thuộc về cái thằng thằng Nga Xô. Thì cái thằng Việt Nam nó cũng tương tự như vậy, tại vì mình phải phân biệt như vậy thì ổng mới dễ hiểu. Nhưng mà ổng hiểu, ổng đồng ý, ổng nói ồ mày nói như vậy tao hiểu rồi. Thằng Mỹ á, nó không có cần phải tốn bao nhiêu tiền để mà nó ban giao nó lỗ với thằng Việt Nam. Cái chính của thằng Mỹ á, là nó không có muốn thằng Việt Nam nó hoàn toàn nó thuộc về thằng Trung Quốc. Tại vì cộng sản á, các bạn có một số người trong cộng sản á, người ta cũng đâu đâu ai mà người ta cũng theo làm đàn em của thằng Trung Quốc đâu. Tại vì mấy cái thằng mà ở trên trung ương bộ chính trị á, nó giả bộ là nó nói là ngoại giao cây tre cây trúc cây con mẹ gì, mẹ nó chữ bình dân là đu dây. Đu dây thì nghe nó quá nặng đi, nghe đó nói từ đu dây mà nghe nó kỳ quá, thì nó mượn từ. Cũng như đất đai cũng vậy nữa, hồi xưa đó thì người dân người ta sở hữu đất đai ruộng đồ, người ta có cái từ sở hữu, bây giờ nó nghiêng qua cái chữ là sử dụng, tức là làm bạn chỉ được sử dụng thôi. Giống như ai quen mình á, quất cho tao mượn cái xe tao sử dụng á, nè cái xe này mày sử dụng đi, nhưng mà cái xe đó là của tao, mày chỉ có sử dụng thôi, tiền tài của cải của tao nè, mày đi xài mày sử dụng đi, nhưng mà tiền đó là tao là sở hữu. Các bạn biết không, mẹ đối nội á thì hả nó hèn, nó đè đầu cởi cổ người dân. Đúng ra đó là hãy để cho người dân người ta nói, người ta phát biểu đi rồi mình sửa lại. Mình lãnh đạo lên á, người dân người ta chửi mình nặng cách mấy mình cũng không không. Người ta tới trước cửa mình đi, mình giả sử mình là Tổng Bí Thư là Chủ tịch nước Việt Nam đi, mà bây giờ dân người ta cầm bảng tới người ta biểu tình đó, mình cũng phải ra bắt tay, mình phải hỏi người ta để coi người ta cần cái sự giúp đỡ gì. Mình nghe lời người ta thì mình mới biết được là ông nào ăn hiếp họ ở với những cái vùng sâu vùng xa xa ánh mặt trời, cướp đất họ. Các bạn biết không? Còn cái này mà đưa công an chị tới lùa người ta thì làm sao mà mình biết cái người đó là người dân đó, người ta quan như thế nào, người ta ức như thế nào. Các bạn thấy đời xưa không, đời vua chúa không, người ta phải có một ngày ra, ông vua phải vô cái phòng phải đọc từng cái thơ của người dân, người ta
khiếu nại lên để người ta giải quyết. Còn cái thời buổi này là cái thời buổi hiện đại mà cái cai trị của thằng Cộng sản Việt Nam, công an trị của nó còn hơn là cái thời phong kiến nữa. Gia đình trị, mẹ thằng cha lên nó thì lãnh luôn một lúc hai cái chức vụ. Mà hai cái chức vụ đó từ đâu ra? Hai cái chức vụ đó là nó bắt chước cái thằng Bắc Kinh. Trước đây thằng Bắc Kinh á, thằng Tập Cận Bình á, nó bên Bắc Kinh nó đâu có giữ hai cái chức vụ đâu. À, sau này thằng Tập Cận Bình á, nó lãnh luôn hai cái chức. Tổng bí thư của là nó, chủ tịch cũng là nó. Rồi cái thằng Việt Nam dạo này nó cũng làm theo tương tự như vậy đó. À, trước đây thì Tổng Phú Trọng cũng làm hai cái chức vụ luôn. Đâu phải cái đó là tự mình sáng kiến ra mình lãnh hai cái chức vụ hay là về tình thế bắt buộc gì đâu. Mà mình làm như vậy để mình gửi cái thông điệp lên cho cái thằng đàn anh của mình là cái thằng Tàu. À, anh thấy không anh Bình? Anh đang giữ chức chủ tịch và anh đang giữ cái chức tổng bí thư. Em là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, em cũng nghe lời anh em cũng làm một cái hệ thống giống như anh vậy đó. Ồ, anh an tâm đi. À, ở bên Tàu sao là ở bên em vậy? Ở bên Tàu sao là bên em vậy? À, bây giờ tới cái thằng mặt lợn Tô Lâm lên. Mà nội trong vòng 3 tháng thôi các bạn có thấy ở trên thế giới nào mà nó đi vô lịch sử, ai mà nó lên thăng chức mà nhanh mà nội trong vòng 2 tháng thôi mà nó lãnh luôn một cái chức chủ tịch và cái chức tổng bí thư, các bạn thấy không? Thần tốc luôn. Mà đâu phải là nó lãnh hai cái chức đó đâu, mà con của nó kìa, bao nhiêu đứa con cháu của nó, con của nó không đâu, cháu chắc của nó, dòng họ, anh em họ, bà con của nó. Mẹ, nó kiểm soát người dân Việt Nam mà, từng cái hơi thở của người ta, từng cái tiếng nói của người ta. Đó, thì cái ông Philippines ông hỏi mình, thằng Việt Nam mà nó chơi với thằng Tàu như vậy mà tại sao thằng Mỹ lại chơi với thằng Việt Nam? Ông hỏi mình, ông đặt câu hỏi. Thì mình nói bây giờ đó, bây giờ bạn thấy đi, Du với My là bạn hay là mày gì cũng được. Bạn nhìn qua bên Ukraine đi. Bây giờ thế giới người ta đổ tiền vô, người ta giúp cho thằng Ukraine, người ta đâu có được lợi cái gì đâu. Cái chính đó là người ta không có muốn. Bây giờ buông xuôi thằng Ukraine đi, không viện trợ, để cho mày tự mày đi. Thằng Ukraine nó đi qua, nó bắt tay với thằng Nga xô, thằng Putin nó sát nhập lại, đâu có gì là khó đâu. Cũng như cái thằng Bắc Kinh mà nó muốn thâu tóm cái thằng Việt Nam cũng tương tự vậy đó. Thâu tóm, thằng Bắc Kinh muốn thâu tóm thằng Việt Nam là nó không muốn cần một viên đạn. Nhưng mà bây giờ thằng Nga mà nó muốn thâu tóm thằng Ukraine á, là nó phải cần hàng vạn, hàng ngàn, hàng tỷ cái viên đạn. Còn bây giờ mà thế giới mà buông xuôi thằng Ukraine thì thằng Ukraine nó đi qua, nó làm đàn em với thằng Nga xô, nó sát nhập tới. Các bạn biết không, đó là lý do tại sao mà mình nói là thằng Mỹ với mấy cái nước tư bản mà Nhật Bản đồ, người ta cho dây tiền, thậm chí mà World Bank, ngân hàng thế giới, người ta cũng cho Việt Nam dây. Tất cả mọi điều người ta đầu tư tiền cho đó là người ta không có muốn thằng Việt Nam nó thuộc về hoàn toàn 100%, nó thuộc về thằng Trung Quốc. À, bây giờ nhờ ban giao bán hàng cho nó, xuất khẩu lao động nó qua bên Mỹ đồ này nọ thì nó còn đỡ lâu lâu á, nó đu mà nó không nói đu mà nó dùng cái từ là cây tre, phải không? Cây tre đó là nó cong qua bên đây là bên Tàu nè, xong rồi cái nó cong qua bên đây là bên Mỹ nè. À, lúc Mỹ, lúc Tàu, lúc Tàu, lúc Mỹ, cây tre nó đu dây đó, đu qua bên Tàu, đu qua bên Mỹ, đu qua bên Tàu, đu qua bên Mỹ. Ăn thua là nó dùng cái từ thôi à, từ ngữ thôi à. À, đu dây với lại mà quan hệ mà ngoại giao cây tre là nó cũng cùng một từ à. Phải không? Giống như cái từ mà đờ mờ á, mình chỉ có đổi qua đờ mờ thôi. Mình nói đờ mờ là người ta biết mình nói cái gì rồi. Nó chơi từ. Giống như ở bên Mỹ á, mấy cái người mà người ta
mánh mưu mẹo, người ta muốn dùng cái từ á, thay vì người ta nói bây giờ là bây giờ cái chỗ công ty của tôi đang tuyển dụng nhân viên, ai mà làm việc ở đây thì chúng tôi trả cho một giờ là một giờ tối thiểu là 15 đô. Các bạn biết không, 15 đô. Thay vì họ nói thẳng 15 đô họ không nói. Họ nói đó là up to 20 đô. Dùng từ á, thật sự á là có 15 đô thôi, mà họ dùng cái từ là up to 20 đô. Nhưng mà vô mình phỏng vấn á, mình nhận việc á là chỉ có 15 thôi. Cái chữ up to á là nó chỉ có chơi cái chữ thôi. Tức là up to tức là có thể hơn cái mức đó. Có thể. Cũng giống như cái từ mà sở hữu với sử dụng. Cho nên các bạn không có hiểu tình hình là các bạn thắc mắc. Các bạn phải đặt câu hỏi ra. Các bạn làm công dân ở bên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các bạn tự hào về quê hương của các bạn, về tổ quốc của các bạn, về chính phủ, chế độ của các bạn. Các bạn phải đặt câu hỏi tại sao tôi là công dân Việt Nam, tôi đi qua bên Thái Lan. Tôi muốn mua bao nhiêu cái sim card thì tôi mua. Tôi muốn mua bao nhiêu lượng vàng miếng thì tôi mua. Tôi qua bên Thái Lan tôi muốn nói cái gì tôi nói. Tôi mặc áo vàng, áo đỏ, tôi xuống, tôi theo đoàn biểu tình, tôi biểu tình không ai làm gì được tôi. Tôi đi qua bên Thái Lan tôi ăn ẩm thực, tôi đi du lịch, không có bị trộm cướp, không có bị ngộ độc. Các bạn biết không, các bạn phải nhìn lại mình. Mấy thằng dư luận viên á, nó nhìn người ta thì nó sáng lắm. Nó đơn giản như vậy nè, công dân ở bên Mỹ á, có một số người ta ủng hộ bên cái phía Cộng hòa, là đảng của ông cựu tổng thống Donald Trump, phải không? Người ta chỉ có nhìn qua bên cái đảng bên kia đó nghịch, người ta chỉ có thấy lỗi lầm của đảng bên kia thôi. Bà phó Harry Kamala đó là bà không có sanh con đẻ cái, cây không trái, gái không con. Chồng của bà từng đi ngoại tình với một cái bà vú nuôi. Tiểu sử chồng của bà Kamala đó từng đi ngoại tình với bà vú nuôi, vợ trước của ông á. Ông sống với vợ trước của ông, và ông mướn vú nuôi á, giàu á, đại gia đó, mướn vú nuôi về chăm sóc hai đứa con á. Xong rồi ngoại tình với cái bà vú nuôi. Người Mỹ á các bạn, cái văn hóa của người Mỹ á, người ta không có dựa vô cái tiểu sử người đó làm xấu mà người ta tránh xa. Tiếng Mỹ nó nói là don't judge people by their past. Don't judge people by their past là mình đừng có đánh giá người ta qua về cái tiểu sử. Tại vì con người á các bạn biết không, có thể từ xấu thành thay đổi tốt. Đó, giống như lúc nãy mình kể với các bạn vậy đó. Mình buôn bán làm ăn bất chính lúc thời trẻ đó, băng đảng. Cảnh sát chìm nó tới nhà mình, mà cảnh sát chìm ở Mỹ trong đó chết sợ. Nó đưa mình lên xe, nó chạy lòng vòng, nó trò chuyện với mình, nó khuyên mình nên bỏ đi. Mình bỏ, mình làm người tốt. Mà người ta, bạn bè, ai cứ đánh giá mình là ô cái thằng quốc đó, nó hồi nhỏ nó vậy. Cái thời, cái con người thời đó là nó thời đó rồi. Bây giờ mình nói như vậy nè, phải không? Bây giờ hồi lúc trước á, các bạn mà đi vượt biên đi. Các bạn trước khi đi vượt biên, các bạn thời trẻ mười mấy tuổi đi, các bạn đang yêu đương với một cái cô gái nào. Cái ký ức, cái hình ảnh của cái cô gái hồi lúc bấy giờ là nó là cái tuổi trẻ, nó ngây thơ, nó thơ mộng như vậy. Nhưng mà các bạn đi vượt biên rồi 5 tháng rồi, sau này rồi các bạn vài chục năm, các bạn cứ nhớ hoài. Cho đến khi nè, khi cái bà kia bà đã già, cái người yêu mà các bạn đang nhớ hồi xưa, bây giờ bà là một cái người khác rồi. Lấy chồng, có mấy mặt con, đầu bạc. Các bạn gặp lại cái người đó, nó không phải là cái người mà trong mộng ngày xưa mà các bạn từng. Nó đã khác rồi, các bạn biết không?
bả hồi xưa là mấy chục năm trước là bả là người, con người của bả trẻ, cái hình ảnh nó như vậy, nhưng bả bây giờ là bả như vậy. À, có nhiều người á, người ta đặt cho một cái câu, lúc còn trẻ thì không có ăn chơi, già thì sanh tật. Tức là hồi lúc trẻ đó thì người ta không có trải nghiệm ra đường mà đi vũ trường, đang sinh cờ lớp đồ, đánh pizza đồ. À, xong cái tới già đó, những cái thứ đó người ta chưa từng làm qua. À, lớn tuổi lên đó, bây giờ người ta ra người ta muốn ăn chơi, à, đi nhậu. Có nhiều người người ta dùng cái từ là hồi xuân. Hồi xuân tức là mình làm cho mình thời, cái thời mình còn trẻ lại. Còn những cái người mà lúc còn trẻ mà người ta trải qua đó, thì tới lúc lớn tuổi lên người ta không có hồi xuân. Tại vì đâu có ai mà trở lại con đoạn đường cũ đâu các bạn. Giống như hồi lúc trẻ mình nè, bạn bè ăn chơi cái gì cũng trải qua hết á. Bây giờ nó đã qua rồi, mình hồi xuân mình trở lại làm chi? Chừng khi nào mà hồi trẻ đó mà mình chưa dính vô đi nhảy đầm, đi vũ trường, đi club, đi quán bar đồ này nọ, tứ đổ tường mình trải qua hết, trải qua hết rồi, bây giờ đâm chán rồi đâu có muốn trở lại nữa đâu, mình đã trải nghiệm qua rồi mà. Các bạn biết không, mà một cái quốc gia cộng sản Việt Nam á, mình nói tới nói lui hoài, một cái xã hội nó điêu tàn, nhìn tới nhìn lui Việt Nam đi, Việt Nam nó đâu có bằng, nó kinh tế của nó đâu có bằng Indonesia đâu. Trong vùng Đông Á là nó chỉ nằm ngang tầm với Campuchia, Lào với Miến Điện thôi à. Bốn cái thằng tứ ác đó thôi à. Mình nói là cái đảng của tụi nó tứ ác á, chứ mình không phải là mình nói mấy cái người dân. Đương nhiên là người dân Campuchia, người dân Miến Điện, người dân Lào, người dân Việt Nam là rất là dễ thương. Người dân vô tội, tội cho người dân. Mẹ nó đè cộng sản Việt Nam, nó đè đầu, nó cởi cổ người ta. Còn đối ngoại thì mẹ nó gục gịch. Mình nói thiệt với các bạn luôn á, cách vài tuần á hả, là thằng Trung Quốc á là nó gửi máy bay không người lái à, nó lạng qua bên biên giới của Việt Nam để mà nó tìm hiểu tình hình, nó do thám á. À, các bạn có thể các bạn nói mày ngồi đó mày uống trà đá, mày nói mày bịa đặt đi, xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Các bạn nói các bạn tự tin lắm, các bạn tự hào với tổ quốc của các bạn lắm. Các bạn nói tao ở Việt Nam tao chưa có đọc một cái tin nào hết nữa, mày làm gì mày ở đó mày có cái tin đó. Thằng cộng sản á, nó độc quyền báo chí, nó độc tài hết tất cả mọi thứ luôn. Những cái tin đó các bạn nghĩ là nó thông tin cho người dân nó biết hả? Mà nó minh bạch như vậy thì là nó đã là trở thành một cái quốc gia minh bạch rồi. Những cái tin đó nó nói cho các bạn biết à. Các bạn nên nhớ á, lúc mà cái thằng Tàu mà nó đi qua bên đảo Hoàng Sa Trường Sa, nó xây hai cái quân sự, nó làm đường băng á. Thời gian đầu cộng sản Việt Nam nó có loan tin cho người dân biết không? Nó có loan tin cho người dân biết không? Không. Đợi đến khi thằng Mỹ nó chụp hình rồi nó đưa lên báo chí ở bên Singapore, bên Nhật Bản, Nam Hàn rồi nó đăng báo lên rồi, thằng Việt Nam nó mới nhảy vô, nó mới lên tiếng thôi. À, nó cũng giả đò, nó đưa cái con nhỏ hoa hậu chân dài ra phản đối. Mẹ người dân của nó thì hả, xử nặng nó đi, phạt nó 7-8 triệu hả, không có hạ giận đâu. Thằng đó nó tối ngày nó lên kênh nó nói chuyện phản động không à, nhốt nó đi. À, người dân của nó thì nó hầm hổ, nó làm dữ lắm. Mày hả, chiếm đoạt cả tài sản hả, mày hả, thao túng thị trường chứng khoán hả, bỏ tù mày chung thân. Trương Mỹ Lan hả, lường gạt rút tiền ngân hàng hả, của SCB Bank hả, tử hình bà. Mẹ người ta chiếm đảo chiếm đất biển của mình thì phản đối. Ô,
người của nó đi qua bên Việt Nam cướp taxi giết tài xế người của mình, rồi nhá lên cái tờ báo cho nó suôn sẻ, rồi chìm xuồng luôn, trục xuất người ta về luôn. À, cái bà chủ tịch hội đồng quản trị của trà Ô Long vậy đó, nó mời qua bên Tàu nó cho bà uống hả trà đá độc có chất cyanua, về Việt Nam rồi bà đi bắn muối theo đoàn tụ theo Hồ Chí Minh, rồi nó cũng qua bển, nó cũng khiếu nại, rồi nó cũng chìm xuồng luôn. Bên phía bên Trung Quốc nó không xử, nó không bỏ tù cái ông đó. Cái ông mà bỏ độc vô 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 ổng dành, ổng nói bà đó là lấy ổng rồi cúp của tài sản ly dị vậy đó, bà vợ Việt Nam. Ổng dụ bỏ qua qua bên Tàu ông cho uống uống trà độc. Mà người ta đi đưa máy bay không người lái, người ta đi qua bên nước Việt Nam của mình, người ta bay lượn 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 trên không phận, người ta tình báo thì không có bao giờ mà dám thông tin cho người dân đó. Còn mà tới mà người dân của mình đó, viết lên một vài câu lên Facebook chửi chửi nó, phạt 8 triệu. 8 triệu mà nó còn chưa hạ giận nó, nó viết comment vô răn đe nó, phạt nặng nó, tăng tăng hình phạt nó lên. Tụi mày không có thoát khỏi đâu, tụi phản động của mày không có thoát khỏi đâu. Mẹ nó nói chuyện với người ta thì nó dùng cái từ đó là đu càn ba que. Mẹ nó nói người ta thì nó nói những cái từ nặng được, còn tới mà nó nói người ta nói nó thì nó dùng cái từ, nó chơi từ từ nào mà lịch sự mà nghe mà giống như có nhiều người, người ta viết comment vô, người ta nói đừng có dùng mấy cái từ cộng sản, mình phải dùng gậy ông đập lưng ông. Các bạn phải nên hiểu điều đó. Mình nói chuyện với các bạn, thấy mấy cái người Mỹ không, người ta đi ngoại giao với cộng sản Việt Nam, người ta làm tòa đại sứ người ta phải nói tiếng Việt cho giỏi. Nói tiếng của mày, tao là người Mỹ tao nói tiếng của mày, phải nói với người dân ở trong nước là mình phải dùng cái ngôn ngữ của Việt Cộng. Mình biết mình nói là cảnh sát mình nói được, mình nói từ công an đi làm việc mình chơi từ công tác. Nói mình muốn nói mình phải chia sẻ với họ là mình phải dùng ngôn ngữ từ của họ. Nhiều khi bà xã của mình bà hỏi anh là người miền Nam mà tại sao anh dùng từ Bắc, là người ta là hột trứng gà mà anh nói là quả, một quả trứng gà. Mình nói là mình nói với người Nam mình dùng tiếng Nam, mình nói với người Bắc là mình dùng từ Bắc, phải không? Bây giờ nếu mà bà vợ của bà xã của mình là người Nam, mình gặp ông già vợ mình nói ba vợ cha vợ, phải không? Nếu mà mình lấy vợ người Bắc thì mình gọi là bố vợ. Bố ơi bố, bố ơi bố, nại đây cho con xin hỏi một tí nè. Dạ văn à bố, văn à, phải không? Người Việt Nam của mình thì dạ văn, người Bắc thì văn, người miền Nam của mình thì dạ. Mình nói chuyện với chia sẻ với người ở trong nước là mình phải dùng cái tiếng của người ở trong nước. Tại vì người dân của mình bây giờ từ xưa giờ người ta sống với cái chế độ, nó dùng cái từ của nó, từ từ cộng sản của nó mà nó cấy não vô người ta, nó nhồi sọ nó. Mình phải dùng cái từ của họ.